đó tao nói gì á? Ước mơ của em á là được cưới anh Jimin của nhóm BTS á. Tao có nói vậy không? Tiên ơi, cái này chắc kiếp này không được rồi em ạ. Xạo à, nào không đúng gì hết trơn, không tìm. À, hay là nó nói về chị hai của em? Cái gì nữa? Biết đâu, tương lai chị hai mình cưới một anh người Hàn Quốc đẹp trai giống như anh Jimin của em thì sao? Sau đó anh sẽ trở thành một người trong gia đình của mình. Gia đình cái gì mà gia đình? Nói tầm bậy không à? Cô nói cái gì vớ vẩn vậy? Cái bà ế kia đến giải không có nữa gì là chồng. Cũng đúng. Về cái khoản yêu đương á, chị hai em ngốc lắm. Cái gì? Ngốc hả? Còn em thì sao? Em tưởng là em lấy được Jimin hả? Em cưới được ảnh đó nha. Em coi lại cái nét của em đi. Sao tiếng em không hay em trai? Tôi bình tĩnh. Mà biết đâu đấy. Duyên, đi qua đây xem nào. Để chi? Bà nghĩ về tình yêu, rồi bốc một lá đi xem nào. Cái này Nhìn là thấy có vẻ liên quan với yêu đương ha. Để tôi giải thích cho mà nghe nha. Phía trước có hình Adam với Eva, mà phía trên này lại có hình thiên sứ đang chúc phúc, phải không? Nó có nghĩa là sắp tới sẽ có một tình yêu vừa thuần khiết vừa mãnh liệt sẽ đến với bà đấy. Vậy chị em thoát ế đúng không? Trời ơi, chúc mừng chị nha, trời ơi, chị thoát ế rồi đó. Con nhỏ này. Mà thôi, mình có thể xem được ảnh không chị? Đương nhiên. Bốc thêm một lá nữa đi. Này. Càng ngày càng thú vị rồi đây. Ủa, gì nữa? Lúc nãy bà bốc phải cái lá The Lover, bây giờ lại là The World nữa. Chỉ có nghĩa bà sẽ ra nước ngoài, hoặc là sẽ lấy một người ngoại quốc. Mà đây có thấy không? Hai cái thắt nút này này. Không khéo ấy, mai sau sẽ phải kết hôn thì không chừng. Thôi, không coi nữa. Có gì đâu không. Với lại tôi cũng không có hứng thú mấy cái chuyện yêu đương đâu. Thôi, tôi làm tiếp đi. Ngọt ghê. Tiên ơi, dậy ăn sáng nè. Em dậy từ hồi nãy luôn rồi á nha. Vậy hả? Ủa, cặp em đâu? Chết, quên. Trời, cái cặp học sinh gì đâu mà đeo tùm lum tà la vậy? Lại cầm ram nữa, em đâu phải con nít đâu. Nè, đối với chị, em luôn luôn là con nít. Em hiểu không? Đợi xíu. Chị tính mặc vậy đi hả? Trời ơi. Có ai đến rước bà chị này của tôi không trời? Chị hai của em hả? Ngày nào cũng bận rộn hết đó. Tại sao chị hai em phải chăm em thay mẹ hả?
tại ba mẹ của em đi một chuyến du lịch tới Đà Lạt dài tới tận 2 tháng lận. Nên là chị hai em chăm cho em. Ăn sáng chưa? Giờ em ăn xong từ hồi nào rồi? Đợi xíu, túi chị đâu? À, trời ơi, quên. Túi bà đây. Ôi, cảm ơn bà luôn. Đi. Ok, chị Hằng em đi nha. Đi cẩn thận nha. Mình với Duyên chơi với nhau cũng được 20 năm rồi. Mình đang cãi nhau với ông xã ở nhà ấy. Thế nên là ở nhà Duyên chắc cũng được một tuần rồi đây. Anyway, cái Duyên ấy nó hơi cẩu thả tí thôi, nhưng mà là người có năng lực. Chỉ cái chuyện yêu đương ra, nó không mong lần này sẽ có tin tốt về nó. Không hiểu sẽ gặp ai nhở. Người ai đó có thể xây dựng trái tim mềm yếu, là em mơ.네, 저만 좀 일찍 도착했습니다. 다른 직원들은 확실히 다음 비행기로 도착하는 건 맞습니까? 네. 꼭 차질 없이 문제 없게 진행해 주세요. 저 계획대로 안 되는 거 아주 싫어하는 거 아시죠? 찌 mà hôm nay không có đến trễ. Ừ, già rồi mà chạy cũng nhanh phết đó. Già đâu mà già. Con chạy được thêm 3 năm nữa đó nha. 3 năm gì mà 3 năm, sắp hư tới nơi rồi. Em đi nha. Ơ Tiên. Trời ơi, tao mệt mày ghê á. Ủa, mà chị, lá bài tarot hôm qua á, lá bài nó nói là chị sẽ gặp một anh từ nước ngoài về. Chắc là một anh người Hàn Quốc ha. Thôi đi, nói tầm bại không à. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, cục cưng của chị. Mẹ ơi. Sorry, I'm not familiar with this area. Are you okay? Are you a foreigner? Yeah. How can I compensate you for a broken motorcycle? 내가 이런 실수를 다 하고. 어? 한국 사람이에요? 어, 한국말 할 줄 아세요? 아, 조금. 아, 저희 언니가 진짜 잘해요. 진짜요? 그냥 조금 할 줄 알아요. 발음도 진짜 좋으시. 아, 제가 딴 얘기했네요. 죄송합니다. 저 보상 어떻게 해드리면 될까요? 아니요. 제대로 책임지셔야 될 것 같은데요. chuyện đó đâu quan trọng. Đây chính là định mệnh của chị đó. Biết đâu anh này là người yêu tương lai của chị sao. Em tỉnh táo đi. Bạn trai cái gì mà bạn trai. À, 근데 제가 왜 이렇게 해야 됩니까? 계약서. 정시원은 유엔의 오토바이를 유엔 유엔의 오토바이를 고쳐준다. 2.
정시원은 오토바이 수리가 끝날 때까지 유엔바 TN을 집에 TN 유엔바 TN을 집에 데려다 준다. 아니 그냥 수리비를 드리는 걸로 안 됩니까? 왜 이렇게까지 해야 되는지 납득이 좀 안 가는데. 앞으로 우리 돕등 없이 어떻게 학교에 가고 우리 언니는 어떻게 회사에 가고 우리 집엔 차도 없는데 부모님도 안 계시고. 언니야, sao em lại nói dối? Ủa, thì có sao đâu. Ba mẹ không có thật mà, không ở nhà. 아, 진짜 가족처럼 맡겼던 내 돕등이 진짜 동생같이 아꼈는데. 좋습니다. 그럼 대신 특약 하나를 걸죠. 두 분의 출퇴근까지만 책임지는 걸로. 그냥 이 말 무시하셔. 코리아! 제 부주의로 생긴 일이니까 제가 끝까지 책임지겠습니다. 신세 지는 거 워낙 싫어하는 성격이라. 그러면 여기에 사인. 됐습니다. 8주간 계약서대로 자리 영역했습니다. 잘 부탁드립니다. Và thế là cái hợp đồng 8 tuần kỳ lạ này được bắt đầu. Từ giây đầu tiên thấy anh trái đất kia dường như đứng lặng. Từ giây đầu tiên thấy em anh biết tim mình trao về lại. Và ế nhà mình thoát ế thế nào đây? Em chỉ mong đời mãi mãi kéo dài. Từ giây đầu tiên thấy nhau anh đã mơ mình vai kề vai. Lá bài này lá bài hay kinh vậy. Có nghĩa là sẽ có hai người đàn ông. Chẳng lẽ bà ấy nhà mình lại có hai người đàn ông theo đuổi á?